Hiền hồ trong mắt đồng nghiệp, người ám chỉ chiêu trò, người hết lời khen ngợi. Vừa qua, ồn ào tình ái của Hiền hồ phủ sóng mạng xã hội khiến cõi mạng dậy sóng. Mặc dù Nhất Quyết giữ thái độ im lặng, nhưng những diễn biến từ câu chuyện cũng như những phát ngôn trong quá khứ của giọng ca sinh năm 1997 vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Có thể thấy, bê bối này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của ca sĩ Hiền hồ mà cô đã vất vả xây dựng trong suốt nhiều năm qua. Trước khi bị thị phi bủa vây, cô gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, ngây thơ và nhận được nhiều cảm tình từ khán giả và đồng nghiệp. Hiện tại, giữa tâm bão, những lời nhận xét của các nghệ sĩ Việt về giọng ca gặp nhưng không ở lại được chú ý trở lại. Tóc tiên, có thể nói cánh cửa giúp Hiền hồ bước chân vào showbiz chính là danh hiệu Á quân chương trình Giọng hát Việt 2017. Nhờ sự dẫn dắt hỗ trợ nhiệt tình từ đàn chị, nữ ca sĩ Tóc Tiên, Hiền hồ đã có bước tiến vượt bậc về cả ngoại hình và giọng hát, nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý nhất tại game show này. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ồn ào tình cảm giữa Soobin Hoàng Sơn và Hiền hồ xảy ra khi những bức ảnh của hai người bị đăng tải lên truyền thông. Là người kết nối học trò với Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên tỏ ra vô cùng bức xúc trước scandal này. Cô đăng đàn ám chỉ Hiền hồ chính là người dựng lên kịch bản. Đàn ông phải mạnh mẽ và chí khí, nhưng đôi khi cũng thấy thương mấy bạn đàn ông thật vì nghĩa khí mà không thể kéo màn một vở kịch được dàn dựng bài bản tới mức người biết chuyện phải vời như không. Tóc Tiên chia sẻ ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng. Sau sự việc, Hiền hồ chia sẻ cô rất mong sẽ hàn gắn được với đàn chị. Tuy nhiên, Tóc Tiên không gặp gỡ hay nhắc về Hiền hồ thêm một lần nào nữa. Cô cũng hủy kết bạn với nữ ca sĩ sinh năm 1997. Trấn Thành, Hiền hồ xuất hiện hai lần trong chương trình Giọng ái giọng ai và đều khiến các khách mời thích thú. Những câu trả lời thật thà có phần ngô nghê của cô khiến Trường Giang, Trấn Thành đều ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Trấn Thành thốt lên, tôi muốn bắt cô ấy về nuôi quá. Trong khi đó, Trường Giang đặt câu hỏi, Hiền ơi, em tới từ đâu vậy? Tham gia game show, nam diễn viên Chris Van cũng tỏ ra choáng váng trước sự ngây thơ của Hiền hồ. Anh nói, tôi đang tưởng tượng không biết nếu cô ấy là vợ mình thì sẽ như thế nào. Bùi Anh Tuấn, sau MV Yes I Do đầy thành công, Hiền hồ và Bùi Anh Tuấn liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Phản ứng của hai người trong các game show khiến khán giả vô cùng hoài nghi. Không chỉ vậy, hình ảnh Bùi Anh Tuấn đứng đợi Hiền hồ hoặc lén đưa mắt tình tứ cho cô trong các chương trình âm nhạc cũng bị chia sẻ nhiều trên các diễn đàn lớn. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ cho hay, tôi có cảm xúc đặc biệt với Hiền hồ. Cho đến thời điểm này, Hiền là người mà có thể mang đến cho tôi cảm giác thoải mái nhất để tôi có thể chia sẻ những việc chưa nói được với ai khác. Nhiều suy nghĩ của cả hai rất tương đồng. Quân AB, nam ca sĩ Quân AB và Hiền hồ có màn song ca cực chất lượng trên sân khấu Sóng 21, thu hút tới hơn 7 triệu lượt nghe cho tới thời điểm hiện tại. Không ít khán giả khẳng định đây là bộ đôi đại diện cho thế hệ mới của làng nhạc Việt với sự nổi trội kể cả thanh và sắc. Chia sẻ về ấn tượng với người đồng nghiệp xinh đẹp, Quân AB cho biết, lần gặp ở Sóng 21 là lần đầu tiên được gặp và có cơ hội làm việc ở ngoài với Hiền. Thật sự tôi rất ấn tượng về vẻ ngoài của Hiền cũng như là giọng hát của bạn ấy rất tốt. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bộc bạch, chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau. Về phía tôi cũng rất muốn có một bài hát được kết hợp cùng Hiền hồ. Nếu tìm được một bài hát phù hợp, có thể song ca được, tôi cũng rất muốn mời Hiền hợp tác.